như vậy hiệp đấu đầu tiên của hai đội bóng cũng đã chính thức được bắt đầu. Đường chuyền không thành của Juninho. Sau đó thì buộc phải phạm lỗi cho một tình huống dâng cao của cầu thủ phòng ngự bên phía FC Việt Trung. Đình Thạnh người đang đá vai trò tiền vệ Monel. Người có vai trò quan trọng trước hệ thống phòng ngự của người tiếp theo. Thời điểm mà họ đang có những sự xoay chuyển ở trong đội hình của mình. Lỡ rồi. Thay đổi người cho các thủ AC miền Trung. Và những khả năng số 3 Gia Bảo sẽ là người được rút ra. Gia Bảo sẽ là người được rút ra. Bóng đá cũng đã đặt cơ bóng. Quá nguy hiểm cho tình huống dứt điểm đá phạt vừa rồi của cầu thủ mang áo số 99 Thanh Giang. Cầu thủ giỏi này tình huống mà cầu thủ mang áo số 99 Thanh Giang thực hiện một cú đá rất căng. Với mốc. Lỗi của Vịnh Sĩ Dung. Người phạm lỗi là Đình Thạch. Đây là bóng ra của Tài Nhi Đồng, Đinh Thách. Quả trống nguy hiểm, đến rồi. 1-0 cho các thủ miền Trung. Và đó là tình huống xử lý rất hay của Đinh Thách. Nhưng phần xoay sở và lắc hồng cực kỳ hoàn hảo. Mặc dù các thủ của Venezuela họ cũng đã cẩn trọng với pha bóng vừa rồi, nhưng Đinh Thách đã hay hơn. Ít nhất là phòng ngự hai lớp của các thủ Venezuela. Nhưng cũng lắc hồng của Đinh Thạch đã khiến cho các cầu thủ phòng ngự bên phía đối phương bị đánh bại hoàn toàn, tạo khoảng trống. Nhưng quan trọng lại là một cú đá quá hay, vẫn có mặt trong hàng tiền vệ của các thủ áo xanh. Nhưng so với hiệp một thì anh cũng sẽ đá ra vào trung tâm nhiều hơn. Vẫn còn cơ hội cho các thủ miền Trung tuyệt vị rồi. Trong này đã bắt lỗi tuyệt vị trước đó với cầu thủ mặt chéo số 13. Gia Tung là người đã bị bắt lỗi phiên vị trong pha bóng vừa rồi. Vô! Không phải cú đá. Đường chuyền sang cánh phải cho Minh Mốc. Đây rồi. Như vậy là chúng ta đã có bàn thắng để cân bằng tỷ số 1-1 cho các đội viên TC Celtic. Đó là một pha chuyền bóng bổng vào trong bàn đánh đầu của các thủ áo xanh. Và Kiệt Bù là người đã ghi bàn trong tình huống vừa rồi. Pha bóng mà các thủ bên phía FC Việt Trung đã bỏ quên đến ít nhất là 3 vị trí áo xanh ở trong vòng cấm. Gia Tú. Gia Tú, cơ hội của các thủ miền Trung, Gia Tú không vào. Vì nếu thành công thì cũng đã bị bắt lỗi việt vị. Một lần nữa thì cú mà chào số 13 của các thủ FC miền Trung thoát xuống và với việt vị không thành. Dứt điểm từ xa, rất nguy hiểm. Sẽ có quả đá phạt góc. Như vậy là Vinh Mộc sẽ được xuất ra bên phía cao thủ VTC Otic và sẽ nhường lại vị trí cho Suy Cao. Một sự thật được gây của có thể dứt điểm tiến nhỏ, nhưng đó là đường chuyển cơ hội kia việt vị rồi. Thành Sang, Duy Cao, cơ hội tỏa sáng của Duy Cao. Duy Cao, cú đá ở góc gần không quá hiểm của Duy Cao.
Khi sáng đấy em. Thủ thuật là người đã xoay đúng tới điểm. Đinh Thạch. Trước đó là một đồng đội khác. Như vậy lúc này Đinh Trọng Tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của miền Trung. Và các cầu thủ của VTC Celtic ở trận đấu của màn qua đội bóng tại Google giải bóng đá S11. Bình Thành tranh cúp Hoàng Bình. Giải đấu league của hai đội bóng ở vòng đấu đầu tiên đã chia điểm với tỷ số 1-1. Và chúng ta sẽ gặp lại họ ở vòng đấu thứ hai vào tuần sau. Và quý vị khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ đến với cặp đấu của Qatar và Tân Sản. Chúng tôi sẽ trở lại với đường live trên Facebook cho đến một nữa.